từ một chiếc máy chơi game lag giật, drop FPS khủng khiếp. Thì bây giờ khi mình xóa cái phần game tuner cũng như là điều chỉnh màn hình xuống là Full HD thì con máy này nó đã chơi game ngon hơn gấp vạn lần so với trước các bạn ạ. Xin bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây. Và hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc LG G7. Trong video trước thì mình đã cùng các bạn chúng ta đánh giá về cái sản phẩm LG G7 này rồi. Và phải nói rằng là đây là một trong những con máy thực sự rất ngon trong cái phân khúc giá loanh quanh tầm 3,3 đến 3,5 triệu đồng các bạn có thể mua được tại H20 Shop. Với sản phẩm này chúng ta sẽ có những gì? Thứ nhất là màn hình của nó, màn hình LG G7 rất đẹp. Thứ hai, chúng ta sẽ có cấu hình rất tốt với con chip là 845. Thứ ba, chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng hay ho, ví dụ như là khả năng nghe nhạc qua DAC, loa bom bốc này. Thứ tư, nó sẽ có khả năng kháng nước và rất là nhiều thứ hay ho khác. Trong video này thì mình sẽ không có lan man về những cái chủ đề như vậy, mà mình sẽ tập trung vào cái nội dung anh em quan tâm nhất. Đó chính là hiệu năng của con chip Snapdragon 845 đang có trên chiếc LG G7 này, để xem là trong thời điểm hiện tại thì với sản phẩm LG G7 này nó còn có hiệu năng chiến game tốt hay không nhá. Và trước các bạn đầu video thì nếu anh em đang quan tâm cũng như đang muốn mua cho mình cái sản phẩm LG G7 với mức giá chỉ tầm 3,3 đến 3,5 triệu đồng thì tham khảo ngay tại đường link phần mô tả video dẫn đến hệ thống của H20 Shop nhé. Nói chung thì ngoài thị trường có rất là nhiều các loại hàng khác nhau, A, B, C, D, hàng zin này, hàng màn hình ám các thứ thì các bạn nên tìm một cửa hàng uy tín, và nếu bạn mua tại H20 Shop thì mình sẽ cam kết là hàng zin cho các bạn, tại vì mình đang quen thân với lại cái ông chủ shop đấy các bạn ạ, và mình cũng biết rõ cái nguồn gốc của hàng đấy là hàng như thế nào, màn hình có ám ố hay không. Thế nên nếu các bạn nào có nhu cầu thì là đường link nó sẽ nằm ngay phần mô tả video. Còn giờ thì bắt đầu thôi. Ok, trước khi mình bắt đầu video chiến game thì mình sẽ cho bạn xem qua cái số điểm mình chấm được trên cái con LG G7 với con chip 845 nhá. Và với con chip 845 mình chấm AnTuTu thì nó sẽ thu được số điểm, đó chính là 311.699 điểm AnTuTu, một số điểm AnTuTu tương đối là cao các bạn ạ. Nếu như các bạn so sánh với hàng cũ trong phân khúc giá này thì chúng ta chỉ mua được một số máy như kiểu là HTC U11 với con chip 835 và số điểm của nó sẽ là 260.000, hay là bạn có thể mua được XZ Premium thì cũng loanh quanh là 260.000, 270.000 mà thôi. Nếu mà so về điểm số thì với sản phẩm là LG G7 ThinQ này nó sẽ ăn đứt so với những cái đối thủ còn lại. Nếu bạn so sánh với hàng mới như kiểu là Hello G90T hay là 720G thì cũng không thể nào so được về số điểm nhá. Chúng ta sẽ có là 86.000 điểm CPU, 132.000 điểm GPU, một số điểm là rất cao luôn các bạn ạ. Và mình tin rằng là với số điểm này thì nó sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm chiến game thú vị. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn để xem là con máy này nó sẽ có trải nghiệm chiến game như thế nào. Và mình sẽ vào cái phần đồng hồ, chúng ta sẽ bắt đầu load game nhá. 1, 2, 3. Với lại con chip 845 thì mình nghĩ rằng là thời gian load game của nó sẽ rơi vào tầm là 24 giây. Nếu như các bạn so sánh với lại con chip Apple dòng A kiểu A9, A10, A11, thậm chí là A9 thì nó còn ăn đứt về tốc độ load game so với những chiếc điện thoại đến từ Android luôn. Tại vì căn bản là iOS nó tối ưu hóa game quá tốt và tốc độ load game của nó rất nhanh. Với lại con 845 đang có trên LG G7 thì nó sẽ mất tầm là 22 giây nhá. Nói chung là một cái tốc độ load game tương đối nhanh, chỉ cách con 855 cũng như 865 tầm là 3-4 giây mà thôi. Như vậy là khá là ổn rồi. Bây giờ thì zoom cận chi tiết vào màn hình cho bạn xem qua được cái phần đồ họa nào. Ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có cái tỷ lệ màn hình đó chính là 18:9. Và về phần đồ họa thì với chiếc máy này nó sẽ thu được đồ họa đó chính là HDR cộng với Ultra. Tức nghĩa rằng là chúng ta sẽ có mức FPS tối đa đó chính là 40 FPS với đồ họa là HDR. Và khi mà xuống mượt thì chúng ta sẽ có là cực độ. Như vậy chúng ta sẽ có cái mức FPS tối đa cho cái đồ họa thấp nhất là 60 FPS nhá. Cá nhân mình thì mình luôn khuyên anh em chúng ta nên bật mượt cộng với cực độ để có trải nghiệm chiến game là tốt nhất. Trong video này thì mình sẽ test cả hai luôn. Bật khử răng cưa này, bật đồ bóng này, kéo cái độ sáng lên 120%+. Và mình sẽ tắt cái điều chỉnh đồ họa này đi. Đó, trong cái phần âm thanh thì đương nhiên rồi, chiếc máy này nó sẽ bật được âm thanh là Ultra cực cao luôn, ngon lành cành đào. Như vậy là với mức setting của chiếc máy này nó có thể gọi là cực kỳ ngon trong cái khúc giá là tầm 4 triệu. Mình sẽ điều chỉnh cái âm thanh nó lên cao nhất và chúng ta bắt đầu chiến game thôi. Rồi, và hiện tại thì mình cũng đã bật cái phần mềm KF Max lên để có thể là đo được FPS trong game rồi. Và mình đã bắt đầu được 23:20:0012. Đấy, nói chung là cái này thì nó không đo bắt đầu từ số 00 mà luôn có số đầu là 23 nhá. Phần trăm pin còn lại của mình là 74% pin. Để xem là sau khi chúng ta chiến game thì chiếc máy này nó sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm. Đó. Nói chung thì khi mới vào game thì mình thấy là con máy này nó khá là giật lag và nó đang dần dần để làm quen được cái đồ họa. Các bạn thấy không? Mới đầu vào nó rốt 5, 6, 7, 8, 9 FPS. Bây giờ lên được trên 3X rồi. 32, 35, 38.
37. Nói chung là về cái sự ổn định ấy, thì mình thấy là với con chip 845 đang có trên cái sản phẩm LG G7 này, nó chưa được ổn định cho lắm. Nó không ngon bằng HTC U11 khi mà mình chiến game luôn ấy. Nói chung là LG là một trong những nhà sản xuất mà họ tối ưu hóa con chip rất tệ. Từ cái phiên bản Android 8 thì mình thấy là tối ưu hóa con chip nó tốt hơn, nên phiên bản Android 9 thì nó hơi đuối các bạn ạ. Ok, mình sẽ bật max âm lượng để xem như nào. Nói chung thì khi mới vào game thì mình thấy rằng là FPS của nó chưa được ổn định cho lắm. Khi bay FPS của nó là 23 này. Với lại những cái setting nó cao như thế này thì mình thấy rằng là với cái FPS như vậy thì chúng ta chưa có những cái trải nghiệm nó ngon lành cho lắm. Chắc một chút nữa khi mình bật cái mức FPS là 60 thì chúng ta sẽ đỡ một chút. Nó sẽ mượt mà hơn. Khi mà mình bật dù để nhảy này, nó có tụt FPS nha các bạn, tụt xuống tận là 38 này, 40 này. Trong khu vực ruin này thì không đông không ăn tiền luôn. Mình hy vọng là mình sẽ sống sót nổi cái khu vực ruin này ra để review cho các bạn. Ủa may quá. Một cái pha xử lý hơi ngáo ngơ của mình một chút nhưng mà chơi vẫn ok. Mới đầu vào game thì có vẻ như hơi lag các bạn ạ. FPS nó không được ổn định chưa lắm. Mặc dù FPS nó vẫn cao ở cái mức tầm 38-40 nhưng mà mình thấy rằng là nó chưa được mượt mà. Và nó có một cái độ khựng nhất định. Nó đang kiếm mình đấy. FPS được HDR cộng với Ultra trên LG G7 khá là giật lag và rất là khực. Các bạn thấy không? Lâu lâu nó bị giật cái. Hay mình rất là đau đầu về khả năng tối ưu hóa game của nhà LG. Họ làm chưa được tốt cho lắm. Không có điểm cộng trên chiếc máy này, đó chính là về phần loa. Loa của LG nghe rất sướng các bạn ạ. Ô, thôi tạch luôn. Nói chung là về cái HDR cộng với Ultra thì mình thấy là khá là đau đầu các bạn ạ. Giật lag cũng như rất là khó chịu để có thể chiến game được. Bây giờ thì mình sẽ thử bật ở cái mức đó chính là mượt cộng với cực độ xem như nào nhá. Và hạ một số thứ không cần thiết, ví dụ như đăng cưa hay là đồ bóng chẳng hạn. Ok, ở đây thì mình đã chuyển qua đồ họa, đó chính là mượt cộng với cực độ, cũng như là mình đã tắt cái cửa đăng cưa đi rồi. Và hiện tại thì trong game, để xem là các bạn có thể thấy rằng là cái đồ họa đã được giảm đi đáng kể và FPS của nó đã được cải thiện hơn một chút, dao động tầm là 45 chứ là hơn 50 FPS nhá. Nói chung là mình thấy rằng là cái hiệu năng của sản phẩm LG G7 này nó khá là tệ các bạn ạ. Hiệu năng con này chủ yếu chơi một số game như kiểu Liên Quân hay là TFT thì ok thôi, còn chơi game vừa vừa nặng nặng như kiểu PUBG thì nó sẽ hơi đuối đấy, các bạn thấy không? FPS của nó drop liên tục này, 39, 22, 58, 60. Để xem là khi mà mình chơi tầm 2-3 phút thì nó có ổn định hay không nhá. Và mình thấy rằng là với con máy này thì nó đã được bắt đầu nóng lên ở cái phần mặt lưng rồi. Nhất là cái vùng mà cảm biến vân tay từ cái chữ LG G7 cho đến phần camera. Và cái phần khung của nó cũng tỏa nhiệt ra đáng kể. Và FPS đang dao động ở cái mức là 32-46 FPS, 47 FPS khi đang nhảy dù. Hiệu năng con này tệ quá nhỉ. Nói chung một con máy này để giải trí, nghe nhạc, xem phim thì ok. Chứ còn mà chơi game nặng như kiểu PUBG thì anh em nên mua HTC U11 thì mình thấy nó tuyệt vời hơn. Ok, lần này thì mình sẽ nhảy vào khu vực đó chính là Resort. Ui, có team kìa. Sài Gòn thì bây giờ đã bắt đầu mưa rồi các bạn ạ, các bạn có thể nghe thấy những tiếng sấm sét ở bên ngoài. Rất là giật lắc. Cảm giác bắn con này thì ok, nhưng mà thực sự là cái FPS cũng như sự ổn định của con chip 845 thì nó không có. Nó không tồn tại trên những chiếc thoại đến từ LG rồi. Mạng hơi cao các bạn, mạng tinh hơi cao. Mình chỉ còn 3 viên đạn thôi. Ôi, té gấp. Các bạn thấy không, mình bật ở cái mức đó chính là 60 FPS mà mình chỉ chơi được ở mức tầm 30-40 thôi. Và thực sự là khá là rượt và khá là khó chịu, rất là cực luôn nhá. Trải nghiệm chơi game không hề tốt một chút nào.
Mình thực sự không hiểu là tại sao LG với một chip 845 mạnh như vậy có thể làm ảo thuật và biến nó trở nên thành một con chip tương đối yếu, và nó hiệu năng của nó thậm chí là không nhỉnh bằng 835 có đến HTC cơ. Có một cái điểm cộng rất lớn đang có đến con sản phẩm mà LG G7 ThinQ mà mình muốn review với các bạn, đó chính là về cái loa của nó ấy. Loa con này nghe hay thực sự các bạn ạ, nghe rất chi tiết, thậm chí là cái con loa trên LG G7 nó còn hay hơn cả những cái thoại gaming bây giờ như kiểu PlayStation hay là Rock Phone cơ. Một pha úp đôi này, sao cảm giác bắn nó khó chịu thế nhỉ. Ui, mình vừa giết được 4 mạng các bạn ạ, toàn Việt Nam không. Mặc dù điện thoại hơi lag nhưng mà vẫn chơi ổn áp hết nhỉ. Hay lắm. Nhiều khi mèo mù lại vỡ phải cá rán. Có nhiều pha mình không thể nào tưởng tượng nổi. FPS hiện tại thì dao động tầm mức 38-39 các bạn thấy không? Scoop và giật lag. Mình để cái phím điều khiển ở dưới nó hơi thấp. Và như vậy các bạn có thể thấy rằng là khi mình đo bằng phần mềm KF Max, khi mình test ở PUBG với đồ họa là HDR cộng với Ultra hay là 10 cộng với Dream, thì cái FPS của nó drop rất là nặng các bạn ạ, các bạn thấy không? Đấy, FPS drop liên tục chứ không bao giờ ổn định ở bất kỳ một cái FPS nào cả. Và khi mình chơi 10 cộng với Dream thì nó lại còn drop nhiều hơn, các bạn thấy không? Cái biểu đồ FPS này nó như kiểu một cái răng cưa vậy. Thực sự cá nhân mình không hiểu nổi tại sao LG với con chip 845 nó lại lag như vậy. Và cuối cùng thì mình cũng đã tìm hiểu ra một số vấn đề. Hôm trước thì mình đã có đọc một số comment của bạn, đó chính là xóa cái game tuner đang có trên cái sản phẩm LG G7 này đi thì hiệu năng của nó đã cải thiện một cách ngoạn mục luôn các bạn ạ. Từ một chiếc máy chơi game lag giật, drop FPS khủng khiếp, thì bây giờ khi mình xóa cái phần game tuner cũng như là điều chỉnh màn hình xuống là Full HD thì con máy này nó đã chơi game ngon hơn gấp vạn lần so với trước các bạn ạ. Các bạn thấy này, mình ở đây đã test với hai đồ họa đó chính là HDR cộng với Ultra, thì các bạn có thể thấy rằng là với cái biểu đồ FPS này nó đã thẳng hơn rất là nhiều và không còn gặp quá nhiều tình trạng drop FPS nữa. Và cái drop FPS tối đa của nó chỉ nằm ở cái mức là 3.19 frame mà thôi, và FPS trung bình ở đồ họa HDR cộng với Ultra khi mình chơi là nó sẽ rơi vào tầm là 39 cho đến 40 FPS nhé. Nhìn chung thì với trải nghiệm của mình sau khi tắt phần mềm game tuner cũng như là sau khi mình điều chỉnh màn hình xuống là Full HD thì con máy này nó đã thay đổi một cách ngoạn mục, và không thể tin được là từ một con máy có hiệu năng kém này, FPS drop liên tục, lại có thể thay đổi thành một con máy chơi game mượt mà, FPS ổn định và cái hiệu năng của nó thực sự rất là tốt. Và khi tắt game tuner thì chúng ta mới có thể sử dụng sức mạnh thực sự của con chip 845 đang có trên cái sản phẩm LG G7 này, các bạn thấy không? FPS của nó rất ngon lành ở cái mức 39, 39, 40, 41, quá tốt luôn. Còn đến với đồ họa là Smooth cộng với Extreme, khi mình tắt game tuner đi thì nó còn ổn định hơn gấp nhiều lần. Các bạn thấy này, trong phần game PUBG ở đầu game thì lúc mà mới vào game thì nó sẽ hơi giật nhẹ do là mình loát cái banner cũng như là loát mấy cái phần setting đầu ấy thì nó sẽ hơi rốt nhẹ xuống là tầm 40 frame. Nhưng mà không sao, khi mà mình vào game chơi thì FPS của nó đã ổn định hơn rất là nhiều lần. Khi mà mình tap ra ngoài thì nó mới có cái hiện tượng đó chính là bị drop FPS ở đây thôi. Còn khi mà mình chơi ổn này các bạn thấy em, FPS của nó rất ngon ở cái mức là tầm 58 cho đến là 60 FPS. Và cá nhân mình thì thực sự là khi mình tắt game tuner đi, thực sự là mình rất hài lòng với lại hiệu năng của chiếc LG G7 đang có trên bàn mình ở đây. Nói chung là nếu như bạn mua về để chiến game thì với sản phẩm LG G7 này bắt buộc các bạn phải tắt cái game tuner đi thì mới có hiệu năng là tốt nhất được. Mượt cộng với Dream khi mình chơi thì bao mượt luôn, gần như không có bất kỳ một cái sự drop FPS nào. FPS thì không bao giờ drop xuống tận dưới 50 như là khi mình để với chế độ mặc định. Thì bạn có thể xem qua một cái đoạn video trên màn hình mình đã show cho bạn xem nhá. Nói chung rất là ngon luôn, khi mình nhảy vào khu vực đông người này, khi mình di chuyển này, khi mình bắn nhau này, thì với LG G7 ThinQ điều chỉnh màn hình xuống Full HD thì không có gì để chơi trên con máy này cả các bạn ạ. Hiệu năng của nó rất tốt, khả năng tối hóa game ngon, FPS rất ổn định ở cái mức tầm 58-60 FPS. Nói chung một lần nữa chốt hạ lại là nếu bạn nào muốn mua chiếc LG G7 này về để chiến game PUBG thì cái thứ quan trọng nhất đó chính là các bạn bắt buộc phải tắt cái game tuner đi. Nếu bạn nào không biết tắt thì mình sẽ để được link cho các bạn có thể là tắt được ở dưới phần mô tả video nhé. Hướng dẫn rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ việc có máy tính là được. Còn nếu các bạn mua máy ở bên H20 shop thì mình sẽ nhờ anh chủ bên đấy tắt luôn cái game tuner cho các bạn mua về chỉ việc chơi mà thôi.
Ok, bây giờ thì mình sẽ nói sang thời lượng pin nhá. LG G7 ThinQ thì nó sẽ có thời lượng pin nó chưa được tốt lắm các bạn ạ. Thời lượng pin của nó chỉ dao động tầm là gần 3 tiếng chiến game liên tục mà thôi. Với tựa game PUBG, còn Liên Quân thì nó sẽ đỡ hơn một chút, tầm là 3 tiếng, 3,5 tiếng gì đó. Nói chung là thời lượng pin của sản phẩm LG G7 ThinQ này nó sẽ không được mạnh, tại vì nó gánh quá nhiều thứ, ví dụ như màn hình đẹp này, ví dụ như một cái cấu hình quá ta cao như kiểu 845 thì cái viên pin của nó 3000 mAh thì không thể nào tốt được. Bù lại thì với chiếc máy này nó sẽ có cổng sạc cũng như là rất cắm tai nghe riêng. Chính vậy thì nếu bạn nào muốn tryhard một tí, muốn vừa sạc vừa chơi game cũng như vừa cắm tai nghe thì với chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ một cách ngon lành. Tuy nhiên thì mình không khuyên các bạn làm điều đó đâu nhá, tại vì mặc định là khi các bạn vừa sạc mà vừa chơi game hoặc là vừa cắm tai nghe thì máy sẽ nóng lên rất là nhanh và có nguy cơ cháy nổ, thì cái này không an toàn cho các bạn cho lắm. Đó chính là tất cả những gì mà mình chia sẻ cho bạn về sản phẩm LG G7 ThinQ này. Nói chung nếu như hiệu năng của nó các bạn không tắt cái game tuner đi thì cái hiệu năng của nó rất là chán các bạn ạ, các bạn thấy không? FPS trong game nó drop liên tục và không ổn định ở bất kỳ một cái frame nào. Các bạn thấy nhìn cái biểu đồ FPS như kiểu răng cưa vậy và thực sự là trải nghiệm game rất là chán. Nhưng khi mình tắt game tuner đi và mình đã bật cái màn hình xuống là Full HD thì bây giờ trải nghiệm game của nó gần như là ăn đứt so với sản phẩm HTC U11 luôn. HDR cộng với Ultra là 39 FPS trung bình và cái FPS của nó rất ổn định ở cái mức 3940, trải nghiệm rất mượt mà xuyên suốt trận đấu. Mình đã chơi tầm là 30 phút để test nhé và thực sự là kết quả rất là bất ngờ các bạn ạ. Còn với đồ họa Smooth cộng với Trim thì như bạn đã thấy rồi, FPS trung bình của nó 59 và nó sẽ rất ổn định luôn. Thực sự cá nhân mình thì mình rất bất ngờ với kết quả này. Ok, như vậy thì mình đã cùng các bạn chúng ta trải nghiệm game trên sản phẩm LG G7 ThinQ này. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái điện thoại này và liệu có phân khúc giá tầm 3,4 đến 3,5 triệu đồng thì bạn có chọn em nó để chiến game hay không? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong những video sau. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả video cho các bạn. À, nếu bạn nào muốn gỡ cái game tuner để chơi game tốt hơn thì có thể inbox trực tiếp cho anh chủ H20 Shop bên đấy nhá. Thì bên đấy sẽ hỗ trợ các bạn có thể là gỡ được cái game tuner cũng như là cải thiện hiệu năng một cách đáng kể.